Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một đôi bao tay cho bé với họa tiết hai ngón như thế này. Ở đây mình có tách riêng biệt ra ngón cái cũng như là bốn ngón ở bên trong ha. Ở phần cổ của bao tay thì mình có luồng thun để cài điều chỉnh cho vừa với phần cổ tay của bé. Và cũng như là viền lại cái họa tiết sò ở bên dưới nha. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình dùng miêu cô tông cuộn 125g, sợi dày tầm khoảng 1.75 đến 2 mm ha. Kim móc mình dùng kim móc 3.0mm. Hoặc là nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình những loại kim có cái đầu kim to hơn sợi len 1/2 ha, cho bao tay của mình được mềm mại hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len và thun tròn để sử dụng để viền lại cái phần cổ tay nè. Ở đây mình dùng màu đen để cho các bạn dễ thấy mũi móc hơn nha. Các bạn có thể dùng màu trắng để hợp với cái màu len của mình nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái móc phần bao tay trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. 1 2 Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 12 mũi kép đơn liên tiếp với nhau ha. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Kép đơn thứ 7. Kép đơn thứ 8. Mũi kép đơn thứ 9. Kép đơn thứ 10. Kép đơn 11. Và mũi kép đơn thứ 12. Sau khi đã được 12 mũi kép đơn liên tiếp vào vòng tròn đầu tiên thì các bạn tiến hành di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này nè. Đây sẽ là chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ha. Đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Ta nắm sợi len ngắn ở bên dưới nè, các bạn sẽ gút thật mạnh vào cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Ta được một vòng tròn đầu tiên với 12 mũi kép đơn. Vòng tròn tiếp theo ta sẽ tiến hành tăng mũi ha. Khi đã lên được hai mũi móc xích rồi, các bạn tiếp tục móc cho mình vào chân móc mà ta vừa móc mũi dời á. Tiếp tục móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn ha. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Di chuyển kim đến chân móc kế bên và cũng móc vào cái chân móc kế bên này hai mũi kép đơn cùng một chân móc. 1 và 2. Tương tự chân kế tiếp cũng vậy, cũng móc vào đây hai mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Như vậy là ở vòng móc thứ hai này mình sẽ nhân đôi số mũi móc so với vòng tròn thứ nhất ha. Mỗi chân ta sẽ có hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến cuối vòng nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất nè. Kép đơn thứ hai. Tiếp tục tương tự cho chân kế bên hai mũi kép đơn. Và móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì lúc này cái vòng móc của mình sẽ có 24 mũi kép đơn, gấp đôi so với cái vòng tròn thứ nhất. Để kết thúc cái vòng tròn này cũng tương tự, di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này và cũng móc vào đây một mũi dời.
sau đó lên 2 mũi móc xích. Thì như vậy là mình đã tạo ra được hai vòng tròn và ta sẽ có 24 mũi kép đơn cho cái vòng tròn này ha. Đối với những size lớn hơn thì vòng móc tiếp theo các bạn tiếp tục tăng mũi cho mình. Ở đây mình móc size nhỏ nên cái vòng tròn này đã vừa với 4 ngón tay của bé rồi, thì mình sẽ không tăng mũi ở vòng tròn tiếp theo nữa. Tức là cách tăng size của cái mẫu bao tay này, ta sẽ tăng size ở cái vòng móc thứ ba này đối với những size lớn hơn nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng size cái vòng tròn này ha. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng tương tự, một mũi kép đơn vào chân móc này. Sau đó móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng đối với cái size nhỏ này ha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là vòng móc này mình sẽ không tăng mũi nè. Size nhỏ thì ta sẽ không tăng mũi. Còn đối với những bạn nào mà móc thêm size lớn á, thì ở cái vòng tròn này các bạn sẽ tăng cho mình hơn một mũi. Tức là các bạn có thể tăng cho mình một điểm bất kỳ trong cái vòng tròn này. Ví dụ như mình móc tăng một size á, thì các bạn sẽ móc cho mình thêm cái chân móc mà ta vừa móc này nè. Cái chân móc mà ta đang móc này các bạn sẽ móc thêm cho mình một mũi kép đơn vào chân móc này nữa. Sau đó tiếp tục các chân kế tiếp, mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn ha. Như vậy là mình đã tăng lên được một mũi ở vòng móc này nè. Size lớn tiếp theo nữa thì các bạn có thể tăng 2 hoặc tăng 3 hoặc là tăng 4 và chia đều các cái góc ha, cho cái vòng tròn của mình nó được đều nhau hơn. Thì đối với size nhỏ này mình sẽ không tăng mũi nên các bạn sẽ tháo cho mình mũi móc này ra. Và ta sẽ di chuyển kim đến chân móc kế tiếp và móc vào chân kế tiếp này một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục các chân kế tiếp ha. Mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng các cái mũi kép đơn thì vòng móc tiếp theo của mình cũng dừng lại ở 24 mũi móc. Những size lớn hơn thì các bạn có thể tăng size cho mình ha, ở cái vòng tròn thứ ba này. Kết thúc vòng móc này, di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên và cũng móc vào đây một mũi dời. Sau đó lên 2 mũi móc xích. Như vậy là mình vừa hoàn tất được vòng móc thứ ba. Cái điểm tăng mũi đầu tiên cho cái bao tay này là tăng mũi ở hàng móc thứ ba này ha. Các bạn có thể tăng một hoặc là nhiều hơn số mũi móc này để vừa với cái phần chùm tay của bé. Và đối với size này thì khi ta tăng đều lên ở cái hàng móc thứ ba này thì ta sẽ tạo ra được một cái vòng tròn nhỏ như thế này. Và cái vòng tròn nhỏ này nó sẽ giúp mình bo ôm lại bốn ngón tay của bé ở phía dưới á. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc hàng móc tiếp theo. Cũng tương tự giống như cái vòng móc ở phía trên, móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục các chân kế tiếp, mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Ở size này và những cũng như là các cái size lớn hơn thì các bạn sẽ không tăng mũi cho mình ở cái vòng móc thứ tư này. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng và móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi chiều cao của cái phần cổ tay này được đến cái chiều cao cho cái phần giữa của ngón cái và bốn ngón tay nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Đây thì lúc này cái chiều dài từ phần ngón tay cho đến chính giữa của bốn ngón tay và ngón cái của mình nó sẽ bằng với các cái hàng móc mà mình vừa thêm á. Thì ở đây mình đã tăng lên được 5 hàng móc, tính luôn cả các cái hàng móc mà mình tăng đầu tiên ở đây. Thì lúc này cái chiều dài nó cũng bằng với chiều dài từ đỉnh ngón tay cho đến chính giữa của bốn ngón và ngón cái ở phía dưới nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần ngón cái, sau đó nối ngón cái vào trong cái phần thân. Để móc được phần ngón cái cũng tương tự, tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích.
Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 10 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Kép đơn thứ bảy. Kép đơn thứ 8. Kép đơn thứ 9. Kép đơn thứ 10. Sau khi đã có được 10 mũi kép đơn liên tiếp với nhau, ta cũng nắm sợi len ngắn guốc lại để vòng tròn của mình nhỏ lại. Và di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào ha, để vòng tròn của mình nhỏ lại. Như vậy là vòng móc đầu tiên của mình hoàn tất với 10 mũi móc. Và 10 mũi móc này nó sẽ có cái độ rộng để mình có thể ôm được cái phần ngón tay cái của bé đối với size nhỏ này. Và điểm tăng mũi tiếp theo chính là cái vòng tròn này ha. Đối với những size lớn hơn, các bạn có thể tăng cho mình nhiều hơn so với 10 mũi móc ở đây. Các bạn có thể tăng 11 hoặc 12, 13 mũi tùy vào cái phần ngón tay của bé nó lớn hay là nhỏ ha. Và đối với size nhỏ này mình sẽ dừng lại ở 10 mũi móc. Sau đó hàng móc tiếp theo các bạn sẽ không tăng mũi cho mình. Tức là ở cái hàng móc tiếp theo này cũng móc cho mình vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng tương tự ha, móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn nè. Các bạn sẽ móc cho mình 10 chân móc, mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Ta sẽ không tăng mũi cho cái vòng móc thứ hai này ở cái phần ngón tay cái. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc được vào 10 chân móc thì di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này và cũng móc vào đây một mũi dời. Lên 2 mũi xích. Thì lúc này cái phần ngón tay của mình nó đã có cái độ bo ôm lại vào cái phần ngón tay của bé nè. Đối với những size lớn hơn cũng vậy ha, các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè. Sau đó sẽ thêm cho mình nhiều hàng móc nữa. Thì đối với cái phần ngón tay cái khi thêm hàng móc, các bạn sẽ thêm cho mình nhiều hàng móc, làm sao cho các cái hàng móc của phần ngón cái ít hơn so với bốn ngón tay này hai hàng móc ha. Thì tức là ở đây mình sẽ thêm lên 3 hàng móc nè, trừ ra hai cái hàng móc đầu tiên ở đây, tức là nó sẽ ít hơn hai hàng móc so với bốn ngón tay bên hông ha. Tiếp tục tăng cho mình thêm một hàng móc nữa ở cái phần ngón tay cái này. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà ta vừa móc ha. Và khi đã móc được đến cuối hàng thì cũng di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này. Cũng móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng. Sau đó gây nên một mũi móc xích. Thì ta vừa hoàn tất được chiều dài của ngón tay cái đối với size nhỏ này ha. Bây giờ ta sẽ nối vào bốn ngón tay bên hông nè. Và để nối được với cái bốn ngón tay này á, các bạn sẽ tiến hành quay ngược đầu móc lại cho mình ha. Đây ta sẽ tiến hành quay ngược đầu móc đối với cái phần ngón cái này nè. Các bạn sẽ quay ngược đầu móc cho mình. Ta sẽ đâm kim từ bên trong ra bên ngoài các cái chân móc này ha. Đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên của cái phần ngón tay cái nè. Đây là chân móc đầu tiên của ngón tay cái, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên này. Đâm từ trong ra ngoài ha. Sau đó tương tự di chuyển kim đến bốn ngón tay bên hông nè. Và bốn ngón tay này các bạn sẽ móc cho mình từ ngoài vào trong. Móc bình thường nha.
chọn cho mình một điểm ở cái chân móc mà ta kết thúc ở đây nè. Đâm kim vào hai chân móc song song như thế này, sau đó móc vào đây một mũi móc đơn. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha, để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Móc vào đây một mũi móc đơn nè. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc kế tiếp của cái phần ngón tay cái. Đâm kim từ trong ra ngoài nè. Và bốn ngón tay bên hông này đâm kim từ ngoài vào trong chân móc tiếp theo. Song song như thế này và móc vào một mũi móc đơn. Ta được mũi móc đơn thứ hai ha. Tiếp tục tạo một mũi móc thứ ba nữa. Đâm kim vào hai chân móc song song và móc vào một mũi móc đơn. Và lần thứ tư, đâm kim vào hai chân móc song song với nhau và móc vào một mũi móc đơn. Thì như vậy là ta vừa nối được ngón tay cái với bốn ngón tay bên hông bằng bốn mũi móc đơn nè. Size lớn hơn thì các bạn có thể tăng thêm cho mình một mũi móc ha. Và khi đã nối lại được, các bạn tiếp tục lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần bàn tay ở bên dưới. Đầu tiên thì ở cái cụm mà chính giữa của ngón cái cũng như là bốn ngón bên hông này, ta sẽ tiến hành chụm mũi ở đây nha. Và cái cách chụm mũi sẽ như sau nè. Khi lên được hai mũi móc xích thì tiến hành lấy len cho mình. Lấy len lên kim, sau đó đâm kim vào cái chân móc mà ta vừa móc mũi móc đơn cuối cùng á. Đâm kim vào đây, sau đó kéo len qua chân móc. Khi trên kim được ba mũi như thế này thì kéo qua hai chân móc trên kim. Sau đó tiếp tục lấy len lên kim và đâm kim vào chân kế bên ha. Kéo len. Sau đó kéo qua hai chân móc trên kim nè. Để trên kim của mình có ba mũi móc như thế này thì kéo qua hết chân trên kim. Thì ta sẽ chụm được hai mũi phía dưới thành một mũi ở bên trên như thế này nha. Các chân móc kế tiếp thì mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn nè. Chân kế tiếp cũng vậy ha, một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến chính giữa của bốn ngón tay cũng như ngón cái ở bên hông ha. Mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Cho đến chính giữa của cái phần ngón cái cũng như là bốn ngón tay thì các bạn chừa ra cho mình một điểm, một chân móc ở cái phần bốn ngón tay này. Sau đó chụm cho mình chân móc này và cái chân móc kế bên ha. Hai chân này sẽ chụm lại thành một chân nè. Và cách chụm chân cũng tương tự, lấy len, đâm kim vào chân kế cuối, kéo len và kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân móc, ta móc mũi đơn của cái phần đầu tiên này nè. Cũng đâm kim cho mình vào đây. Sau đó kéo len, kéo qua hai chân trên kim. Khi trên kim được ba mũi móc thì kéo qua hết chân móc trên kim. Ta chụm lại được hai mũi bên dưới thành một mũi bên trên. Tương tự, cũng đâm kim cho mình vào chân móc, ta móc mũi đơn đầu tiên của cái phần ngón cái nè. Và cái chân móc kế bên cũng chụm lại thành một chân ha. Và cách chụm chân cũng tương tự. Lấy len và đâm kim vào chân đầu tiên nè. Kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân kế tiếp, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Như vậy là ở cái hàng móc đầu tiên của phần bàn tay mình sẽ chụm lại ở bên này thành hai mũi ha, bốn mũi phía dưới thành hai mũi bên trên. Các chân móc của phần ngón tay cái thì mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở bên này ta có hai mũi móc nối chụm lại thành một chân, thì tương tự cho cái bên hông còn lại các bạn cũng móc nối cho mình ha. Ta sẽ còn hai chân còn lại này, các bạn cũng tiến hành chụm lại cho mình thành một chân. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc nè, sau đó kéo qua ba chân móc trên kim. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của mũi chụm đầu tiên của cái vòng móc này và ta móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng, gây nên hai mũi xích.
Thì như vậy là cái hàng móc này mình sẽ chụm lại được 4 mũi thành 2 mũi ở phía trên ha. Nó cũng tương tự giống như cái góc bên này nè, 4 mũi thành 2 mũi ở bên trên. Thì mình vừa hoàn tất được hàng móc đầu tiên của phần bàn tay và cũng giảm mũi cho chính giữa của ngón cái cũng như là 4 ngón bên hông ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục giảm mũi cho cái hàng móc tiếp theo ở phần bàn tay nè. Mũi móc đầu tiên các bạn cũng tiến hành chụm mũi cho mình ha. Chân móc ta vừa móc mũi dời và chân kế bên này, hai chân này sẽ tiến hành chụm lại thành một chân. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc ha. Chân ta vừa móc mũi dời nè, cũng như là chân bên cạnh. Kéo qua hai chân trên kim, sau đó kéo qua hết ba chân trên kim. Ta giảm lại được hai mũi thành một mũi. Các chân móc kế tiếp thì mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình các chân móc còn lại. Cho đến cái điểm mà ta giảm mũi ở đây nè, thì các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình hai cái chân móc ta chụm ở phía dưới thành một mũi ở phía trên ha. Đây, tức là cái chân móc này nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và khi đã móc được tất cả các cái mũi kép đơn cho chân móc còn lại thì hai cái chân móc ta giảm ở bên dưới này nè, các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào lần lượt hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim để mình có thể chụm lại được hai mũi này thành một chân ha. Kéo qua ba chân trên kim nè. Thì như vậy là điểm giảm mũi thứ hai của mình cũng giảm lên được hai mũi thành một mũi ở bên trên. Sau đó các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân ha. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự cho đến cuối vòng. Và khi đã móc được đến cuối vòng thì di chuyển kim đến chân móc của mũi ta chụm đầu tiên ở vòng móc này nè. Và cũng móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng. Sau đó gây nên hai xích. Hàng móc thứ hai của phần bàn tay mình chỉ giảm 2 mũi so với cái hàng móc thứ nhất ha. Hàng móc thứ nhất thì ta giảm 4 mũi, còn hàng móc thứ hai này mình giảm được 2 mũi nè. 2 mũi ở chính giữa của ngón cái cũng như là 4 ngón bên hông luôn nha. Và tiếp tục hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự giống như hàng móc mà ta vừa móc, tức là mình chỉ giảm 2 mũi ở hai bên hông thôi nha. Đây, chân đầu tiên ta vừa móc mũi dời và chân kế bên là chụm lại thành một chân nè. Kéo qua ba chân trên kim. Các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn đến cái chân móc mà ta chụm lại ở phía dưới á, thì cái chân móc ta chụm này với cái chân móc kế bên của nó á, đây cái chân móc ở phía sau nó nè, hai chân này các bạn cũng tiến hành chụm lại cho mình thành một chân nha. Đây là cái chân ta chụm lại nè, thì cái chân phía sau nó và cái chân ta chụm lại thành một chân nè. Kéo qua ba chân trên kim, ta cũng giảm lại được hai mũi thành một mũi. Các chân còn lại mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha, và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Khi đã móc được đến cuối vòng thì di chuyển kim đến chân móc của mũi đầu tiên ở đây nè, ta chụm đầu tiên này và cũng móc một mũi dời, sau đó gây nên một mũi móc xích. Các bạn sẽ kéo và cắt len cho mình, thì lúc này cái phần bàn tay của mình nó đã có cái độ dài vừa đủ để mình có thể che được bàn tay của bé rồi ha. Đối với những size lớn hơn thì các bạn có thể tăng thêm cho mình nhiều hàng móc ở cái phần bàn tay này nữa.
và mình cũng giảm một mũi ở đầu và một mũi ở tiếp theo giữa cái phần ngón cái cũng như là bốn ngón tay bên hông á. Và sẽ móc thêm cho mình cho đến khi chiều dài từ cái phần bàn tay này cho đến cái phần mà hàng móc mà ta thêm cuối cùng á, nó sẽ bằng đến cái phần cổ tay của bé thì các bạn ngưng nha. Giảm cho mình hai mũi ở đầu và chính giữa của cái ngón tay này nè, tương tự như hàng móc mà mình vừa móc. Thì mình sẽ hoàn tất được chiều dài của phần bàn tay. Đến cái điểm này rồi thì các bạn tiến hành cắt len cho mình. Như vậy là mình vừa hoàn tất được phần thân của bàn tay rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp thun để có thể cài điều chỉnh với phần cổ tay của bé. Ở đây mình dùng sợi thun màu đen để các bạn có thể dễ thấy mũi móc hơn ha. Cắt cho mình một đoạn thun có cái độ dài vừa đủ để mình có thể luồn vào cổ tay của bé. Sau đó mình sẽ tiến hành nối hai đầu thun lại với nhau. Đây ta sẽ tiến hành cột lại thun như thế này nè. Các bạn sẽ cột guốc cho mình ha, tạo cho mình một cái vòng tròn vừa đủ với phần cổ tay của bé, sau đó cột guốc lại ở hai đầu dây. Khi guốc thì tiến hành kéo thật mạnh vào cho cái mũi guốc của mình nó được chắc chắn hơn và nó không có bị bung nè. Khi đã có một vòng tròn chắc chắn rồi thì dùng kéo cắt cho mình hai cái sợi thun thừa ở bên hông. Ta sẽ cắt hai đầu thun này lại ha. Các bạn sẽ cắt sát vào. Thì ta tạo được một vòng tròn đầu tiên để mình có thể luồn vào cổ tay của bé. Bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp thun vào trong cái phần cổ tay. Ở đây mình sử dụng len màu trắng nha. Để móc tiếp cái phần cổ tay này cũng như nẹp thun vào thì các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len này qua bên của sợi thun nè. Đây, luồn cái sợi thun vào trong. Sau đó đưa cho mình sợi len ra phía sau hàng móc và ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mà ta móc mũi dời kết thúc của cái phần bàn tay á. Đây là chân móc mũi dời ta kết thúc của phần bàn tay nè. Thì phía trước và phía sau của cái sợi dây này nè, phía trước nó là cái chân móc ta móc mũi dời vào đây, thì phía sau nó sẽ là cái chân móc mũi dời ha. Đâm kim cho mình vào phía sau của sợi len thừa nè. Đồng thời đâm kim luôn qua cái phần sợi dây màu đen nha. Sau đó kéo cho mình sợi dây màu trắng qua cái chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Thì ta vừa nẹp được cái phần thun vào trong cái phần bàn tay nè. Và từ cái điểm móc này mình sẽ tiến hành móc các cái mũi móc đơn để nẹp lại cái phần thun cũng như là phần bàn tay ha. Đâm kim cho mình vào chân móc tiếp theo và móc vào đây một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Và các bạn cũng nẹp luôn cho mình cái phần thun lại ha. Ta sẽ tiến hành kéo căng cái sợi thun lại nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và cũng nẹp luôn sợi len thừa cũng như là cái phần dây thun vào trong mũi móc. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn nè. Chân kế tiếp cũng tương tự ha, móc một mũi móc đơn vào chân kế tiếp. Ở các cái chân móc cuối cùng này có cái sợi len thừa màu đỏ này nè. Thì khi móc các cái chân móc cuối cùng này các bạn cũng nẹp cho mình luôn cái sợi len thừa vào trong mũi móc. Và đồng thời cũng nẹp luôn cái phần thun ha. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng nè. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và sau khi đã nẹp được đến cuối vòng thì lúc này cái phần thun của mình nó sẽ có cái độ co giãn. Tiếp tục đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Gây nên một xích.
Các bạn sẽ tiến hành kéo để giãn đều cái sợi thun vào các cái chân móc của mũi móc đơn này nè. Ta sẽ tiến hành giãn đều cái sợi thun này vào trong ha. Và cũng tiến hành cắt các cái sợi len thừa này đi. Và khi đã hoàn tất được phần thun vào trong cổ tay của cái phần bàn tay rồi á, thì bây giờ mình sẽ tiến hành tạo các cái họa tiết sò để viền lại cái phần cổ tay này. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc ta vừa móc mũi dời và móc vào đó một mũi móc đơn. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn nè. Sau đó gây nên hai mũi xích. 1 2 Đâm kim vào chân móc ta vừa móc mũi móc đơn á và móc vào đây một mũi kép đơn. Bỏ qua chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp, móc luôn cho mình vào cái sợi thun mà ta nẹp ở bên dưới ha. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc kế tiếp này một mũi móc đơn nè. Ta tạo ra được họa tiết sò đầu tiên cho cái phần cổ tay. Từ đây lên hai mũi xích. Đâm kim vào chân móc ta vừa móc mũi đơn và móc vào một mũi kép đơn. Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp của cái hàng móc phía dưới nè. Cũng móc luôn vào sợi len và cũng như là cái sợi thun ha. Đâm kim vào đây móc một mũi móc đơn. Ta tạo ra được họa tiết sò thứ hai cho phần cổ. Tương tự móc lên hai xích. Đâm kim vào chân móc ta vừa móc một mũi móc đơn và móc vào một mũi kép đơn. Bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Được họa tiết sò thứ ba. Tiếp tục lên hai xích và làm tương tự cho đến cuối vòng. Lên hai xích, đâm kim vào chân móc ta vừa móc mũi đơn, móc một mũi kép đơn. Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Lên hai xích. Móc vào chân ta vừa móc mũi đơn một mũi kép đơn. Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Lên hai xích và làm tương tự ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn nè. Lên hai xích. Sau khi đã tạo ra được các cái họa tiết sò để viền lại cái phần cổ của tay rồi, thì để kết thúc cái vòng móc này, các bạn tiến hành đâm kim cho mình vào chân móc của mũi móc đơn mà ta móc đầu tiên ở cái vòng viền này á. Đây là chân móc của mũi móc đơn đầu tiên nè. Đâm kim cho mình vào chân móc này và móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Và sau khi đã giấu len thừa vào trong mũi móc thì mình vừa hoàn tất được một đôi bao tay hai ngón như thế này. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua lại về cách tăng size ha. Điểm tăng size thứ nhất, các bạn sẽ tăng size cho mình ở cái phần ngón tay này, tăng size ở hàng móc thứ ba nè. Size lớn hơn thì tăng thêm cho mình một hoặc là nhiều hơn số mũi móc này ha. Điểm tăng size thứ hai là tăng thêm nhiều mũi móc cho đến khi đạt được chiều cao cho đến cái phần chính giữa của ngón tay và bốn ngón nè. Điểm tăng size thứ ba sẽ tăng ở cái đỉnh của ngón tay cái. Tăng nhiều hơn 10 mũi móc ha. Tăng size thứ tư sẽ tăng lên số hàng móc ở phần thân của ngón tay, sao cho nó ít hơn cái phần bốn ngón này hai hàng móc. Điểm tăng size thứ năm sẽ tăng các cái hàng móc ở phần bàn tay nè, sao cho chiều cao từ phần đỉnh cho đến cái hàng móc ta thêm cuối cùng bằng đến cái phần cổ tay nha. Chúc các bạn thành công.